Trời. Trời ơi. Thấy ghê chưa? Thập diện mai phục. Quá trời. Thấy ghê chưa? Thấy ghê thiệt. Vậy bây giờ hai thân chủ tôi sẽ nói đôi nét về bản thân của mình. Xin mời thân chủ ạ. Em xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại chương trình Thách Là Chơi. Em tên là Ngô Thanh Sang, em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn em tên là Lê Đình Nguyên, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai tụi em là ở cái chốn nào, cái xứ nào mà tụi em khinh công giỏi vậy? Dạ, tụi em cũng xuất xứ từ Taekwondo ra. Taekwondo hả? Tụi em mà mỗi người học bao nhiêu năm rồi? Em thì được 4 năm ạ. Em cũng đã được 12 năm ạ. Yeah. Trời ơi. Wow. Và hiện tại công việc là diễn viên hành động và bao những cảnh hành động ở trong những phim lớn. Và đây chính là diễn viên của Ố Sô. Trời.